Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng của chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể hội chúng khóa tu Phật thất. Đức Phật ngài tuyên bố cái lý do mà ngài ra đời, đó là vì lòng từ bi, vì sự thương tượng cuộc đời, vì lợi ích hạnh phúc và chư thiên cũng như loài người. Cho nên Thế Tôn thì hiện giữa cuộc đời này. Nói khác hơn, cái sự xuất hiện của Đức Phật ở cuộc đời này là vì cái lòng thương tượng đối với mỗi chúng ta. Và vì cái lòng thương tượng đó mà cái dòng suối từ bi, trí tuệ, giác ngộ do chính Đức Phật chứng đạt hơn 2600 năm, bây giờ nó vẫn cứ chảy mãi. Cái lòng từ bi thì mọi người có, đều có cả. Nhưng mà cách thể hiện cái lòng từ bi như thế nào, nó tùy thuộc vào cái tâm thể của mỗi chúng ta. Hôm nay, những kỳ Phật thất này, chúng tôi cùng quý vị hãy xem lại lòng từ bi của mình nó được thắp sáng như thế nào. Nếu trong đạo Phật gọi là lòng từ bi thì giữa cuộc đời này ta gọi là cái sự yêu thương. Vì ở chúng ta nói chữ từ yêu thương có lẽ là gần gũi hơn. Vì yêu thương cuộc đời mà Đức Phật xuất hiện, vì yêu thương cuộc đời mà chúng ta có những cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thật sự, chúng ta có thật sự yêu thương cuộc đời không? Chúng ta có thật sự yêu thương gia đình, yêu thương cha mẹ chúng ta không? Có thật sự yêu thương người chồng, người con, người những người thân bằng quyến thuộc không? Chúng ta hãy tìm hiểu để xem thử cái điều này chúng ta thể hiện ra sao. Và vì đâu mà chúng ta chưa có được những cái sự hạnh phúc thật sự? Thưa quý đạo tràng, tình yêu là cái chất sống quan trọng. Cái tình thương nó là mạch nguồn của sự sống, là thành tố để duy trì cái sự sống còn trong cuộc đời này. Không có tình thương thì không có gì để nói cả. Vì vậy chuyện này mà trao đổi với quý vị hình như nó có vẻ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên thưa quý vị, chúng ta vẫn nói chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta vẫn thường nói chúng tôi rất thương mến nhau. Nhưng vì sao chúng ta thương nhau mà chúng ta lại làm khổ nhau? Chúng ta thương nhau mà chúng ta vẫn cứ thấy chung quanh những người thân chúng ta chảy nước mắt vì chúng ta, khổ đau vì chúng ta. Có phải chăng cái sự thể hiện tình yêu thương này có vấn đề, hay là nó chưa được đạt cái chân nghĩa của yêu thương? Trong bài kinh Đức Phật có dạy liên hệ đến một vị vua và một vị hoàng hậu. Vua tên là Ba Tư Nặc và hoàng hậu tên là Mạc Lợi. Ba Tư Nặc có một người con gái và vị hoàng hậu Mạc Lợi ông rất yêu thương. Và hoàng hậu nói thế này: thưa hoàng thượng có thương con gái không? Nói ta rất thương người con gái của ta, vì đó là sự sống của ta. Không có đứa con gái này, sự sống của ta sẽ không có ý nghĩa. Thưa bệ hạ có thưa thần thiếp không? Cũng nhận như quý vị sẽ hỏi, này anh có thương em không? Hoặc ngược lại, này em có thương anh không? Phải không nào? Có không? Hằng ngày chúng ta nói, khi chúng tôi nghĩ rằng là khi nào mà đi làm hoặc là đi làm gì đó hoặc đi xa nhau, thì cái câu nói mà thường quý vị hay nói là anh yêu em nhiều lắm. Mà em cũng thế, con cũng nói thế này, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ cũng nói, mẹ cũng thế. Nhưng mà thật sự có yêu nhiều lắm không? Qua câu chuyện này để chúng ta biết, chúng ta có thật sự yêu chân thành con của ta không, vợ của ta không? Khi hoàng hậu Mạc Lị hỏi như vậy, thì Ba Sê Na Đi tức là Ba Tư Nặc nói rằng ta rất yêu nàng và ta rất yêu con của chúng ta. Không có con, không có nàng, sự sống của ta xem như là chết rồi. Thưa bệ hạ yêu con, yêu thiếp bởi vì sao vậy thưa bệ hạ? Vì nàng là vợ của ta, vì cô gái kia là con của ta.
Cho nên ở đây cái điều kiện để mà thương là vậy gì? Của ta. Chứ còn của người khác thì ta không yêu thương. Đó là lý do thứ nhất làm cho cái tình thương chúng ta nó bị hạn chế. Cái điều kiện thứ hai, thưa bệ hạ, nếu như mà con gái của bệ hạ nó có một lỗi lầm gì đó, nó bất hiếu, bệ hạ có tức giận không? Nói ta tức giận lắm chứ, nó làm như vậy là ta thất vọng. Thưa bệ hạ, nếu như thần thiếp một mai nào đó, một ngày nào đó mà do một cái lỗi lầm, do một sự vô minh mà phản bội bệ hạ thì bệ hạ còn thương thần thiếp không? Phụ nữ mà phản bội ta thì còn gì yêu thương nhau nữa? Làm sao ta yêu thương nàng khi nàng phản bội ta? Mạc Lì phu nhân nói thế này. Vậy thì thưa bệ hạ chỉ yêu cái bản ngã của bệ hạ, chứ bệ hạ không hề yêu thần thiếp, không hề yêu con gái của thần thiếp. Phải không quý vị? Và quý vị chỉ yêu ai khi những người đó làm cho quý vị cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, vui vẻ, tự hào và đáp ứng được những gì mà quý cái từ ngã quý vị đặt ra. Chứ không thật sự yêu cái đối tượng mà mình nói là mình yêu. Phải không, đúng không quý vị? Và cái đó, theo cặp mắt của tôi, dĩ nhiên cặp mắt nhà chùa thì luôn luôn có những cái hạn chế, phải không nào? Và đôi khi cũng chủ quan nữa. Nhưng mà tôi nói theo kinh điển, theo cái hiểu của tôi, dĩ nhiên kinh điển tôi hiểu cũng không hết đâu. Do vậy nếu tôi chia sẻ với quý vị ở đây mà có gì mà thiếu sót thì quý vị xem như đây là một thiếu sót của một người thiếu kinh nghiệm. Cái mà tình yêu tôi vừa nói đó, cái sự yêu thương tôi vừa nói đó trong đạo Phật không gọi là tình yêu chân thật, không phải là gọi là lửa từ bi, mà cái đó Đức Phật gọi là ái. Cái dục vọng, cái khát ái, chứ không phải là tình yêu. Bởi vì cái đó Đức Phật nói đó là nguyên nhân của khổ đau. Ái là nguyên nhân của khổ đau. Chứ không phải là tình yêu là nguyên nhân của khổ đau, không phải từ bi là nguyên nhân của khổ đau. Vì khi nói là ái là nguyên nhân của khổ đau, bởi vì bản chất của ái đó là sự thèm khát, sự muốn sở hữu nó, muốn chiếm đoạt nó, và vì cái tâm ích kỷ. Cái nguyên nhân của ái á, cái bản chất của ái đó là cái sự thèm khát, phải không nào? Khi mình thích một cái gì đó là mình muốn được chứ, đạt cho được cái đó mới thỏa mãn. Cho nên bản chất của cái ái đó là thèm khát. Và khi mà đạt được thì chúng ta muốn nó là của mình mà không thể là của người khác. Nó phải thuộc mình hoàn toàn, tất cả nó là phải tùy thuộc vào mình. Cái đó là cái tính sở hữu. Mà nếu như không phải của mình thì mình tìm mọi cách để mình chiếm đoạt. Cái đó là bản chất của ái. Và khi chiếm đoạt rồi thì chỉ muốn một mình có mà không được ai hưởng. Cái đó là tính ích kỷ của ái. Cái này quý vị có không? Tôi hy vọng là có, mà cũng hy vọng là không. Và cái hiện tướng của dục vọng, hiện tướng của khát ái đó là gì? Đó là cơn khát khao và muốn thỏa mãn. Khi mình ái một cái gì đó là mình khát khao cho được nó và mình thỏa mãn cho được nó. Cho nên tất cả những cái đó là tình thương có điều kiện, tình yêu có điều kiện. Và tình thương có điều kiện cho nên nó cứ tạo ra những cái khổ đau cho người thương và người được thương. Biết bao nhiêu cái cảnh mà cha mẹ với con cái cứ phải là xung đột với nhau. Bố mẹ thì nói rất thương con và lo mọi thứ cho con, nhưng mà con lại cảm thấy đó là một cái gì đó bất công, có cái gì đó là nó không hợp lý. Và con cũng thương mẹ, mẹ cũng thương con, nhưng mà cách thể hiện nó không đúng, cho nên là tạo cái mâu thuẫn. Và mâu thuẫn này đang xảy ra quanh xã hội chúng ta, và tôi nghĩ là trong gia đình quý vị cũng có thể đang có. Bởi vì sao? Bởi khi cha mẹ muốn con cái, thương con cái, cứ nghĩ thế này, cứ cho nó học cái thật nhiều, làm sao cho nó thật giỏi, làm sao mình cứ nghĩ nó cho ngày mai nó nên người. Cái đó là cái tình thương của cha mẹ, đó là điều thật sự. Và để đạt được mục tiêu này thì cha mẹ làm đủ cách để cho con có cái này. Nhưng mà trong lúc đó bố mẹ là không nghĩ rằng mình làm như vậy con cái nó có thích không, có hợp lý với nó không, và cái trình độ của nó có đáp ứng được những cái điều mình mong muốn không. Và chính cái không lắng nghe nhau, không hiểu nhau mà tạo ra cái mâu thuẫn cho nhau. Và từ đó bố mẹ và con cái cứ cãi lộn nhau. Thậm chí sống trong một gia đình mà đôi khi con không gặp mẹ không biết nói gì, và mẹ gặp con thì toàn là mắng, là la, là khiển trách.
Một câu chuyện thật đau lòng quý vị, có chuyện có thật. Và tôi là người được nghe kể lại khi tôi đi Hoàng Pháp. Chuyện ở Úc. Hai người Việt Nam, hai vợ chồng vượt biên qua tại Úc, sinh được một đứa con gái. Và đứa con gái rất ngoan, học rất giỏi từ nhỏ cho đến lớn, cho đến lớp 12. Và vào đại học. Cái thiên hướng của đứa con gái thì nó muốn học ngành khoa học xã hội vì nó thích cái ngành đó để nó phục vụ cho cuộc sống. Và cái quan trọng hơn là cái đó là cái sở thích của nó. Nhưng bố mẹ nó lại cho rằng cái ngành mà khoa học xã hội giống như là ngành lịch sử, ngành triết học vân vân, những cái đó học ra trường không có nghề nghiệp, không có cái tương lai, cho nên dứt khoát là không chấp nhận. Và bắt buộc cô bé này phải học ngành kinh tế học. Thưa quý vị, đứa bé nó năn nỉ bố mẹ cho con được học cái ngành mà con thích, đó là ngành tâm lý học. Vì nó thấy chung quanh xã hội đang có nhiều cái rối loạn, chính nó cũng rối loạn, nó không biết nó là ai và nó muốn đi tìm cái tâm lý con người, vì sao như thế, nó muốn đi tìm về chính nó để nó biết nó muốn cái gì và sống thế nào cho có ý nghĩa. Nhưng mà bố mẹ nó dứt khoát không chịu và cuối cùng áp đặt cô bé này phải học ngành kinh tế học. Đứa bé sau nhiều lần thưa với cha mẹ không lắng nghe thì đứa bé cũng chiều bố mẹ nó học cho xong 3 năm cử nhân. Ở Úc 3 năm là xong cử nhân. Và cái ngày nó học xong, quý vị biết là nó học ra độ học sinh loại giỏi và có phần thưởng. Chính trong ngày đó bố mẹ nó rất tự hào, rất hạnh diện và cảm thấy là vô cùng thương con. Bố mẹ nó cảm thấy có cái đó là niềm hạnh phúc lớn vô cùng. Vì cái điều mà họ muốn họ đã thỏa mãn, cái điều họ chờ đợi đã đến. Và đúng ngày hôm đó cô bé đưa mẹ đến trường để dự cái lễ ra trường. Nụ cười luôn nở trên môi của cha của mẹ, nhưng đứa bé thì cứ trầm tư. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành cái lễ tốt nghiệp, đứa bé về và xin mẹ tối hôm đó được đi chơi và về trễ báo trước. Bố mẹ nó mới thích hạnh phúc quá, rất là hài lòng về con, cho nên nói thôi con cứ đi, muốn đi lúc nào về bố mẹ chờ cửa. Và cô bé trước khi đi đã chuẩn bị, đã viết lại một cái thư để làm cái văn bằng ở trên cái bàn. Và cô ra ngoài cái cầu, ngoài sông, cô nhảy xuống, cô tự tử. Trong bức thư cô để lại, tối hôm đó kể cả đêm bố mẹ không thấy cô bé về thì vào phòng thấy cái văn bằng cử nhân. Và bức thư dở ra thì cô bé viết lại thế này: điều mà bố mẹ muốn con tạ hiếu, con đã tạ rồi. Bố mẹ muốn có cái bằng cử nhân thì con đã tạ cho quý bằng cử nhân. Và con thấy cái cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì với con khi con không có quyền quyết định những điều con muốn. Và con nghĩ nếu con còn tiếp tục với cuộc sống này thì rồi con càng tiếp khổ đau. Bố mẹ có biết 3 năm qua con đã khổ đau biết bao nhiêu chưa? Nhưng mà vì sợ làm cho bố mẹ bị buồn, sợ làm cho bố mẹ buồn là bất hiếu, cho nên con đã tùy thuận cái ước nguyện của bố mẹ, đã làm thỏa mãn cái bố mẹ đang muốn. Và bây giờ sau khi cả bố mẹ đã thỏa mãn xong, con xin từ giả. Và đứa bé nó từ từ nó nhảy xuống sông, nó chết. Thưa quý vị, đây là một cái thảm cảnh, đây là một cái mâu thuẫn trong gia đình. Và mỗi gia đình quý vị và chúng tôi hình như đang đối diện. Và chung quanh tôi những đứa trẻ nó đang than thở với tôi, đang gọi là cầu cứu tôi, đang cầu cứu quý thầy làm thế nào để giải tỏa cho những vấn đề này. Ngày nay quý vị thấy là quý vị đang dồn ép những cái thế hệ con cháu đi vào học hành, đi vào làm việc một cách gọi là quá độ. Học ngày, học đêm, học sáng, học chiều, học hè, học đủ thứ học. Và các vị đang cố gắng làm cho một trái cây nó chín trước khi mà nó đúng thời gian nó chín. Đang làm những cái điều mà trái với cái tâm lý, cái sinh lý của nó. Bằng cách nào đó chúng ta phải thấy điều này. Và vì chính điều này cho nên nó đưa đến khủng hoảng của hiện tại ngày nay. Đó là điều thứ nhất tôi muốn thưa với quý vị. Cho nên cái tình yêu của mình cho con là tốt, nhưng mà phải hiểu con muốn gì, nó cần gì và thiên hướng nó về đâu. Những cái nó cần mình đáp ứng đúng hay sai. Điều thứ hai, con cái ngày nay được cha mẹ yêu thương còn một tầng lớp sống ích kỷ, sống xa đọa, ăn chơi, trác táng. Cái thằng lớp đó chỉ có là gì? Miệng là cái gì mà cha mẹ đáp ứng được thì cho rằng là cha mẹ thương mình, yêu mình.
Còn cái gì mà bố mẹ không cho thì cho rằng là bố mẹ ích kỷ, không nghĩ đến con cái. Và đôi khi vì cái xung đột đó mà có nhiều đứa đã hư thân mất nết, và có nhiều đứa đã tự tử, vân vân. Vì sao? Con cái có phải không thương cha mẹ đâu, nhưng mà nó không hiểu được cái lòng của cha mẹ. Vì vậy, thưa quý vị, nó đi ra những cái mâu thuẫn. Con cái vẫn thương cha mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày trước khi mà rời nhau thì con thương mẹ lắm, mẹ cũng thương con lắm, anh thương em lắm, anh cũng em cũng thương anh lắm. Và câu này nó nói giống như là hàng ngày. Thế nhưng mà trong chữ thương đó, nước mắt vẫn chảy, cái buồn vẫn trôi, gia đình vẫn rối loạn. Và thưa quý vị, hàng ngày quý vị thấy vợ chồng chúng ta cũng đầy dậy chuyện rối ren, ích kỷ, ghen tuông, giận hờn, hơn thua. Mà đâu phải vợ chồng không thương nhau đâu, thương nhau lắm. Sau khi mà giận nhau xin lỗi nhau chỉ trỏ, rồi làm những cái buổi tiệc để gì, giải hòa, vân vân. Nhưng mà sau khi giải hòa xong rồi thì là đấu tranh. Sau khi giải hòa xong là giận hờn. Bởi vì sao? Bởi vì chồng thiếu sự hiểu cảm thông về vợ, và vợ cảm hiểu sự cảm thông về chồng. Vì vậy mà cụ Nguyễn Du còn nói thế này: người yêu ta xấu với người yêu nhau, âu chỉ bằng mười phụ nhau. Yêu nhau mà không hiểu nhau là phụ nhau, là làm khổ nhau, phải không quý vị? Cho nên không phải dễ yêu đâu, không phải dễ thương đâu, mặc dù chúng ta vẫn nói hàng ngày. Có một triết gia nói thế này: người mà không hiểu biết gì thì chẳng yêu thương bất cứ cái gì. Mình vẫn yêu thương, nhưng mà cái nó không phải là nghĩa yêu thương đúng đắn, mà chỉ là khác ái. Người không hiểu biết gì thì chẳng yêu thương gì, mà người không biết gì thì chẳng hiểu gì. Người nào càng hiểu biết thì càng yêu thương, càng hiểu biết về cái đối tượng mình chừng nào thì mình cái tình yêu của mình nó tù lên đến đó, nó tích tù lên đến đó chừng đó. Cho nên sự hiểu biết yêu thương để cho nó có tình yêu thật sự là vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên tôi lấy cái chủ đề hôm nay là thắp sáng lửa yêu thương. Và cái gì để thắp sáng cho có cái lửa yêu thương thật sự? Đó là trí tuệ, đó là sự hiểu biết. Chỉ có chân hạnh phúc khi có sự hiểu biết, chỉ có chân yêu thương khi có sự hiểu biết. Vì vậy Đức Phật nói một câu, thưa quý vị, ta nói rằng này các đệ tử, sự đoàn trừ khổ đau, sự đoàn trừ những cái phiền não, những cái lo lắng, những bồn chồn cho người có sự hiểu biết, mà không phải dành cho người không có sự hiểu biết. Cho nên đến với đạo Phật là phải hiểu biết. Quý vị tin Phật mà không hiểu Phật là cũng gì? Phỉ báng Phật. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên quý Phật tử muốn tin Phật là phải hiểu Phật, mà muốn hiểu Phật là phải có cái trí tuệ. Vì vậy đến với đạo Phật luôn luôn phải là tình yêu và trí tuệ phải đi đôi. Có những người mẹ thương con bao la, nhưng mà con không có bao giờ hiểu được từ ái, rồi là sợ mắc cỡ về bạn bè, vân vân. Chúng tôi sẽ nói chuyện. Cho nên cái bản chất tình yêu theo đạo Phật đó là phải hy sinh, phải chia sẻ, phải tha thứ, phải tôn trọng và phải lắng nghe nhau. Từ từ ta sẽ tìm hiểu cái này. Tình yêu chân thật là phải có sự hy sinh, chia sẻ, tôn trọng, tha thứ và cảm thông với nhau, lắng nghe nhau. Có một chàng trai, mà chuyện có thật chứ không phải là chuyện tôi kể chuyện đời xưa. Một chàng trai có một bà mẹ một mắt, từ nhỏ bà mẹ một mắt. Và khi nó thấy tất cả mẹ, những bà mẹ đều có hai mắt, mà nó có bà mẹ một mắt, cho nên nó rất mặc cảm. Nó đi đến trường nó học, lúc nào nó cũng bị bạn bè nó là cười nó đi: ê, cái thằng nó có một cái bà có một mắt thôi. Nó rất là tự ái và rất cảm thấy là xấu hổ, cho nên nó không muốn biết, nó không biết mọi người biết nó là con của bà cụ một mắt đó. Và nó sống trong những ngày tuổi thơ luôn luôn buồn chán và luôn luôn cảm thấy là
nó bị mặc cảm vì mẹ mình một mắt. Bà mẹ cứ âm thầm nuôi đứa con lớn vì chồng chết. Và đứa con này lớn lên, đến lúc nó lớn lên, nó đi lập gia đình. Và cái ngày đầm cưới của nó, mẹ nó thì thương nó vô cùng. Và nó biết điều đó. Và nó không muốn người yêu của nó biết mẹ nó bị chột mắt. Một lần mà người yêu của nó hỏi mẹ anh đâu, thì nó kêu anh mẹ anh mất lâu rồi. Ai hỏi là nó nói mẹ anh không còn nữa. Anh từ nhỏ anh đã mồ côi. Và bà mẹ bà thương con cho nên bà âm thầm bà chịu đựng. Bà đến ngày đám cưới nó thì nó nói thế này: bà không được dự đám cưới của tôi. Vì bà dự đám cưới của tôi là tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Vì bà chỉ có một mắt. Bà mẹ nói được, miệng là con hạnh phúc thì mẹ sẽ hoan hỷ. Cái ngày đám cưới của đứa con, bà chỉ xin đứng từ xa để nhìn cái mặt cô dâu như là một người lạ, và đứng từ xa ngoài nhìn mặt cô dâu và nhìn cái đám cưới của con và cô dâu và mọi người đến, là bà hạnh phúc vô cùng. Bà vô cùng sung sướng khi thấy được con thật sự của mình, nó có gia đình, nó hạnh phúc với cái đám cưới của nó. Và sau đám cưới xong thì chàng trai này đã mua nhà sống riêng, có nhà sống riêng, và hai vợ chồng sống riêng. Người vợ không hề biết rằng mình có một người mẹ chồng. Và người con trai đó xem như chuyện rất bình thường, lâu 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 đi ngang ghé có cái nhà bà cụ con làm gì. Và cứ thấy buổi chiều mà đi lại xe ngang như thế mà thấy bà cụ làm cỏ hoặc tưới cây, vậy là yên tâm là đi. Rồi cứ như thế thời gian trôi qua. Vào một buổi nọ thì chàng trai đi đến cái ngôi nhà của ngày xưa mà bà của mẹ của chàng, thì chàng không thấy bà đâu cả. Ngày hôm sau đến cũng không thấy nhà đâu, mẹ đâu cả, mà cửa thì cứ là đóng lại. Thì chàng bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Và suốt một tuần như vậy thì chàng đến chàng tìm hiểu, chàng đứng từ xa chàng nhìn vào, chàng chờ đợi cái ngôi nhà mà trong đó có cái người mẹ một mắt của chàng bực cái đèn để chàng yên tâm chàng về. Vì dù gì thì lương tâm nó cắn rất, thưa quý vị. Nhưng mà không, cuối cùng chàng lên lăng la, chàng hỏi người hàng xóm: thưa bà, cái bà cụ mà ở trong nhà này đâu rồi? Mà sao mấy hôm nay tôi đi ngang tôi không thấy? Thì cái người hàng xóm nói: cầu là gì của bà ấy? Mà tôi là người bà con xa của bà ấy. Lâu lâu tôi đi ngang tôi nhìn tôi thấy có cụ, tôi biết cụ còn khỏe. Và lần này không thấy cho nên tôi muốn nhỏ tôi thăm cụ đi đâu để chúng tôi biết. Bà hàng xóm nói: à, tức là anh là người bà con xa của bà cụ. Nói: vâng, bà cụ đã mất cách đây một tháng. Và trước khi mất, bà cụ có nhờ tôi, có gửi cho tôi một cái gói quà nhỏ. Và nói nếu như có một ngày nào đó có một chàng con thanh niên đến mà nói là bà con hay là con hay gì cũng được, miệng là nó có gì mà thân thiết với tôi, thì xin trao lại cái phần quà này cho nó. Khi nghe như vậy thì chàng thanh niên này cảm thấy lòng bắt đầu buồn và thấy xót xa. Và chàng bắt đầu thấy bối rối mà nhận cái quà từ cái người hàng xóm ra. Thì chàng ngồi bên dựa vào cái xe, ở đó có một ngọn đèn đường điện đường, thì chàng mở cái quà ra. Và trong cái quà đó, đó là một cái tờ di chúc và một cái giấy nhà. Và cái giấy nhà đó, cái tờ di chúc đó bà để lại, một cái tờ di chúc bà để lại, cái tờ di chúc đó để cái nhà lại cho người con trai tên đó. Sau khi tôi qua đời thì đứa con trai này có quyền sử dụng, buông mọi quyền sử dụng về cái nhà này. Và bên cái tờ di chúc đó có một lá thư, thưa quý vị. Lá thư nói thế này: này con, mẹ thật hạnh phúc khi có được con. Và suốt đời của mẹ, tất cả những gì mà mẹ có thà là làm được cho con là mẹ đã làm. Và hôm nay mẹ ra đi, mẹ cũng thấy lòng thanh thản khi con đã có một gia đình ấm áp. Con biết không, từ lúc nhỏ chỉ có hai mẹ con, và mẹ rất hạnh phúc khi mà thấy con lớn từng ngày. Rồi một hôm vào cái tuổi 3-4 tuổi, con chơi chạy chơi trong vườn, do vì con sơ ý con té vào một bụi cây, và cây đã đâm một con mắt của con mù, một con mắt của con bị hư hẳn, và không làm sao để chữa trị cho con. Mẹ đã tìm mọi cách, bác sĩ giỏi, bệnh viện hay, nhưng họ nói con mắt đã bị hoại, cho nên không thể. Chỉ có cách là có một con mắt nào đó mà thể vào thì được. Và con biết không, mẹ rất là hạnh phúc đã đem con mắt, chính con mắt của mình
mà để cho con. Và từ đó con vẫn còn một đôi mắt đầy đủ và nhìn đời trong sáng. Và đó là lý do mà mẹ chỉ còn một mắt. Con hãy tha thứ cho mẹ vì cái việc mà mẹ không thể nói về con khi mẹ còn sống. Chúc con hạnh phúc. Thưa quý vị, người công tái này tẻ ngồi xuống và gọi như là chết đứng ở đó. Tình thương, đó mới là tình thương của mẹ dành cho con. Tình thương là cho mà không phải là nhận. Tình thương là phải chịu đựng chứ không phải trách móc. Tình thương là phải có cái gì đó cảm thông chứ không phải là mặc cảm, không phải là tự ngã. Phải không thưa quý vị? Vậy, mỗi chúng ta hãy làm thế nào cho cái tình thương này nó trôi chảy trong mình, nó đến với những đứa con chúng ta, đến với những người thân chúng ta, đến với những người mà chúng ta có thể gọi là hy sinh suốt cuộc đời cho họ. Tình thương là phải có sự chia sẻ, có sự cảm thông thưa quý vị. Chúng ta hàng ngày chúng ta thiếu cái tinh thần chia sẻ trong cuộc sống, chúng ta thiếu sự cảm thông trong cuộc sống, cho nên luôn luôn cứ có những cái xung đột mâu thuẫn với nhau. Xung đột mâu thuẫn không phải ở ngoài đời, xung đột mâu thuẫn không ai đem đến cho chúng ta. Xung đột mâu thuẫn không phải vì tiền ít, không phải vì nghèo, không phải vì nhà thiếu phương tiện. Mâu thuẫn là bởi vì chính mỗi chúng ta hàn hẹp trong lòng. Xung đột mâu thuẫn bởi vì chúng ta không chịu cảm thông với những cái khổ của những người mà thương chúng ta, sống với chúng ta. Ai cũng có những cái tâm sự riêng, ai cũng có những cái khó khăn riêng, ai cũng có những cái sai lầm riêng. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chia sẻ về những điều đó. Cứ người vợ có một cái lỗi gì đó là người chồng trách móc lên án, giận dữ đánh mắng. Người chồng có một cái lỗi lầm gì đó là người vợ đủ thứ cay nghiến. Mà không biết rằng cái lỗi đó đôi khi vì một cái lý do khách quan mà nó xuất hiện, vì một cái điều kiện mà gọi là không thể chờ đợi mà nó xảy ra, chứ không phải người ta cố ý. Như các vị sống hàng ngày, có lúc nào quý vị nấu cơm chảy không? Có khi nào quý vị kho cá bị mặn không? Và khi kho cá bị mặn thì chồng quý vị sẽ nói thế nào? Nấu ăn gì mà mặn thế này, ai mà ăn cho được? Cơm chảy, phụ nữ mà là nấu cơm bị chảy. Phải không quý vị? Phụ nữ gì mà hư thế? Nhưng mà các ông có biết chắc là các ông cũng đi làm suốt ngày, thì chúng tôi cũng đi làm suốt ngày. Các ông về, các ông bực cái tivi lên, các ông xem. Còn tôi thì phải giặt giũ, phải nấu ăn, phải lo cho con, lo cho cái. Vậy thì có trong lúc đang giặt giũ nấu ăn, thì một cái chút bất chợt quên để ý thì nồi cơm nó cháy, nồi cá nó mặn. Hãy chia sẻ với nhau nhé. Hãy xem một cái cặp vợ chồng người ta cư xử này, để mình học. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ cho tôi không thuyết pháp. Và những chuyện này tôi muốn quý vị trầm tư để đưa vào trong cuộc sống chính mình. Đừng có nói bằng ngôn thuyết. Một vợ chồng và một đứa bé trai, hai người này người Mỹ, chứ không phải người Việt Nam, mà có người Mỹ sống này, chứ không phải mình. Đôi khi mình nói là mình là có truyền thống Đông Nam Á, đâu Á Châu nó đẹp đẽ, người Mỹ họ sống thực dụng chưa chắc. Người ta sống rất tình người, quý vị. Trong gia đình, hai vợ chồng và đứa con trai, và mỗi ngày như thế, vợ đi làm, chồng đi làm và con đi học, ba người sống rất hạnh phúc. Người chồng chia sẻ về vợ những việc có thể, và người vợ rất kính chồng, rất là thương chồng bởi những cái cảm thông. Và một ngày như vậy thì ba người có những buổi ăn buổi sáng và buổi chiều. Buổi trưa thì ăn ở cơ quan rồi. Và buổi chiều thường thường cái món buổi chiều gia đình thích đó là bánh nướng ăn với súp, ăn với sốt đấy mà đó, bánh mì nướng rồi ăn với bơ. Bên Mỹ thường ăn như thế. Thì mỗi buổi tối như vậy đi làm về thì người vợ có bổn phận nướng cái bánh và dọn chuẩn gì buổi chiều cho hai cha con. Thì cũng như mọi ngày, hôm nay người vợ về sau một ngày làm việc mệt nhọc và với sức ép công việc, với những cái yêu cầu mà gọi là bất bình thường, cho nên cơ thể bà nó dồng dường như là kiệt sức và tinh thần bà không tốt. Thì bà cũng làm cái bộ phận làm vợ. Nhưng hôm nay thay vì nửa một bánh, miếng bánh giòn tan như mọi ngày, nó thơm tho như mọi ngày, thì bà lỡ tay ấy, bà nướng nó chảy mất cái bánh quách. Và khi bà nướng nó hơi chảy xong thì bà cũng giòn lên, thì giòn cho người chồng, người con, người đứa con thì nó không bị chảy, mà chỉ có người chồng với bà thôi.
Thì đứa con nó nhìn vào trong bữa ăn thì nó thấy trong cái dĩa trái dĩa thức ăn nó thấy một cái đập đĩa bánh mì cháy. Thì nó coi nó có thử là bố nó sẽ phản ứng ra sao về cái chuyện đó. Và nó nghĩ thế nào bố cũng sẽ chế mẹ. Nhưng mà khi bố nó đứng ngồi vào trong thì bố nó nhìn thấy có cái dĩa bánh mì cháy như thế. Thì bố nó nhìn qua mẹ nó, bố nó cười. Cười một cách thương yêu. Và bắt đầu xế lại đứa con nói hôm nay con đi học thế nào? Việc trường của con có vui không? Thì người vợ lúc đó, thưa xin lỗi anh, hôm nay em còn nướng cái bánh mì hơi cháy một tí. Người chồng nói thế nào người biết không? Anh thích bánh mì cháy mà em. Người vợ hạnh phúc vô cùng. Và đứa con thì vô cùng là gọi là thắc mắc, có thiệt là cha mình thích cái bánh mì cháy đấy không? Nên nó cứ ngồi nó ăn mà nó cứ thắc mắc. Tối hôm đó trước khi đi ngủ thì cái truyền thống của người Mỹ là trước khi đi ngủ thì con vào cháu chúc cha ngủ ngon và tạm biệt. Thì nó vào phòng cha như mọi ngày, nó vào nó hỏi bố này, con hỏi thật là bố có thích ăn mì chảy thiệt không? Người cha nói thế này, con ạ, suốt ngày này mẹ làm việc rất nặng nhọc, mẹ về mẹ còn lo bữa ăn cho chúng ta, thành ra cái bánh mì chảy đã có làm chết ai đâu con. Mình phải chia sẻ với mẹ chứ. Lúc này mà mình không vui lòng, mẹ lại vô cùng khổ. Và cái bánh mì chảy này lâu lâu mình ăn một bữa nó cũng thơm vậy không con nhỉ. Thưa quý vị, nếu như trong cuộc sống này mà quý vị hãy nói khi nào mà vợ mình rủi mà còn nấu một cái nồi cá kho mà nó khét, cái nói em ơi anh hôm nay sao cái cá em thơm kho nó khét mà ngon quá, khác mọi ngày, được không nào? Và chính cái này là cái chìa khóa nó mở ra mọi cái nụ cười, mọi cảm thông, mọi hạnh phúc. Thay vì chúng ta đay nghiến nhau, thay vì chúng ta làm khổ nhau, phải không quý vị? Và không chỉ các bà nấu cơm bị cháy, mà chúng tôi, những người đàn ông này cũng vô số cái sai lầm, cái thiếu sót trong cuộc sống. Vậy thì khi nào mà chúng tôi có những điều đó thì các bà còn nói thế này: anh ơi em cũng thích bánh mì cháy lắm nhé. Phải không quý vị? Và chính cái này nó tạo ra cái không khí sống thật là hạnh phúc, dạng đơn lắm quý vị. Vô cùng là không có gì mà nó phải ghê gớm lắm, nhưng mà nó chứa đựng cả một cái hạnh phúc thật sự. Bởi cuộc sống chúng ta là cần hạnh phúc, chứ không phải đi cần những cái mà đem đến để chúng ta nghĩ là hạnh phúc. Nói giống như là một triết gia người ta nói, mục tiêu của cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp, mà chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là sao? Hạnh phúc là vắng mặt sự cả các cảm giác lo lắng, bồn chồn, buồn phiền. Và hạnh phúc là sự có mặt cả cảm giác thanh thản, vui vẻ, nhẹ nhàng. Quý vị đang hạnh phúc không? Phải không nào? Mình cuộc sống chừng này mình đã thấy nó hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này nó nuôi dưỡng chúng ta. Tại sao chúng ta không tạo ra cái không khí này để chúng ta có được cái mà cuộc đời này ta đang cần, phải không quý vị? Thưa quý vị, cuộc sống này chúng ta cần có những cái lòng bao dung tha thứ nhau. Hạnh phúc chỉ đến, tình thương chỉ có thật khi mà chính chúng ta bao dung tha thứ cho những lỗi lầm của mọi người. Lỗi lầm của người đó là con, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ. Bởi vì mỗi chúng ta ở đây có ai mà dám nói với tôi hay nói với Phật các vị chưa từng một lần sai lầm không? Có không? Có ai chưa từng sai lầm chi cả, cho tôi nhìn chú coi. Có không? Vậy khi mà quý vị có những cái sai lầm thì quý vị sẽ muốn những cái đối tượng của mình làm gì? Thông cảm và tha thứ và bao dung. Vậy tại sao chúng ta lại không bao dung, không tha thứ với những người mà chúng ta yêu thương? Phải không quý vị? Đây là cái lòng rất khó. Đây là một cái đức tính không thể dễ, không phải dễ mà có được. Nhưng mà thật sự quý vị muốn nói yêu chồng, yêu con thì hãy tha thứ, bao dung. Và chúng ta phải biết rằng là vì là con người cho nên mọi người luôn luôn đều có sự sai lầm. Và khi nếu như chúng ta sai lầm thì chúng ta cũng mong kẻ khác tha thứ bao dung. Thì mỗi chúng ta hãy thể hiện cái đức tha thứ bao dung cho mọi người. Có một tội nhân
ăn cắp một cái gì đó, nhà vua ra đem ra xử chém đầu. Và vì tội nhân đó, vì là cô thể cô thân cho nên không làm gì được. Nhưng mà ông còn nói với nhà vua thế này: thưa bệ hạ, hạ thần á, là có một cái bí quyết xin được truyền cho bệ hạ trước khi chết, đó là để gia đình nhà hạ thần là có một cái kỹ thuật trồng bom, mà trồng chỉ có, quý vị biết là trồng đêm nay là sáng mai là có trái. Gia đình của hạ thần có một cái bí quyết mà trồng cái bom á, mà cứ trồng một đêm là có trái. Bây giờ xin bệ hạ hãy cho hạ thần được truyền lại cái này cho cuộc đời, để cuộc đời họ có hạnh phúc, có được cái lợi ích. Nhà vua nghe nói như thế thì được, để cho ngươi sống thêm một đêm. Nhưng mà làm tháo để mà trồng cái cây đó. Thưa bệ hạ, sợ gì mà hạ thần chưa trồng được, bởi vì cái điều kiện để mà trồng cái cây này á, thưa bệ hạ, nó đòi hỏi một cái điều kiện tương đối là khắc khe. Vậy cái gì vậy? Thưa bệ hạ, người mà trồng cái cây này mà có thể ngày mai có trái là với điều kiện người đó chưa từng sai lầm một lần nào cả. Vậy thì thưa bệ hạ hãy tìm trong quần thần của bệ hạ đã có ai có thể trồng được cái bom này mà chưa từng một lần vi phạm lỗi lầm. Nhà vua nghĩ lui tới, chắc cái ông quan tệ tướng đầu triều này xưa này là ông nghiêm túc vô cùng. Nhà vua chưa hề nghe nói là ông có những cái sai lầm, những cái gọi là tội lỗi trong cuộc sống. Thành ra ông qua ông nói: thôi tệ tướng, hãy đi trồng cái cây này để ngày mai ta có bao ông ta ăn. Mà thưa bệ hạ, hạ thần trồng không được. Hỏi sao được, hạ thần cũng sai lầm nhiều lắm, nhưng mà bệ hạ thưa biết mà thôi. Rồi nhà vua hỏi đến cái ông quan lại này, ông quan lại kia, rồi cuối cùng ông thấy ai cũng có sai lầm cả. Thì vì tội nhân nói: thôi thưa bệ hạ, xin bệ hạ trồng cho. Ông nói: ta thì sai tùm lum mà sao trồng cho còn trái được. Và cuối cùng nhà vua không thấy đâu một cái người mà thật sự hoàn chỉnh, chưa hề sai lầm. Và do như vậy cho nên nhà vua đã tha tội cho tội nhân đó. Và cái tình thương của người lãnh đạo đã chia sẻ với những cái người dân trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn họ có thể phạm những sai lầm. Hãy dùng cái đức để mà bao dung cho họ, đừng có dùng hình phạt. Hình phạt thì chỉ có sự đối kháng là hình phạt, mà cái lòng thương thì sẽ có sự đối kháng là sự biết ơn, sự thông cảm và sự tha thứ, phải không quý vị? Thưa quý vị, ngài Xá Lợi Phất là một trong những tướng quân chánh pháp, một trong những vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật, và ngài là được xem là trí tuệ ngang bằng Đức Phật, như quý vị nghe nhiều rồi. Thế nhưng điều tôi muốn nói là thế này: trước khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nhập diệt, ngài có tập chúng lại cũng như một cái đài chúng ngài thế này, và ngài thưa bởi vì những người học trò của ngài: thưa các vị đồng đạo, suốt 40 mấy năm tôi cùng các vị tu học, tôi sống chung, tôi sắp sửa từ giả các vị tôi đi. Vậy thưa quý vị, trong thời gian tôi sống chung như thế, nếu tôi có lỗi lầm gì, xin quý vị tha thứ cho tôi. Một vị thầy mà kể cả Đức Phật cũng kính quý, cũng tôn trọng, mà trước giờ ra đi gọi đệ tử lại nói: thôi các con ơi, nếu như thầy có lỗi lầm gì thì các con hãy tha thứ cho thầy. Nếu các thầy trong vô ý hay có hơi hữu tình mà thầy không biết thì xin hãy tha thứ cho ta. Các vị tỳ kheo, quý vị biết, cúi đầu và khóc mà thưa tôn giả: suốt đời chúng con ở với tôn giả chưa hề làm cho chúng con buồn, và trước khi tôn giả đi, xin tôn giả hãy tha thứ cho chúng con đã nhiều lần làm cho tôn giả phải buồn phiền. Cuộc đời như thế mà không hạnh phúc là gì nữa quý vị. Khi nào quý vị có lỗi với nhau thì: em ơi, hãy tha cho anh lần. Lần này phạm anh khẽ biết lỗi rồi. Em ơi, thông cảm nghe, chia sẻ nghe. Và ông chồng cũng vậy, mà người vợ cũng vậy: anh ơi, lần này lỡ nướng bánh mì nó cháy rồi, thôi thông cảm nghe, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị biết, vì vậy cái giáo lý của Đức Phật lên án và yêu cầu đoàn trừ những cái thứ mà đưa đến khổ đau cho quý vị, cho những người chung quanh. Người ta nói đạo Phật là đạo diệt dục, cho nên đoàn diệt sự sống. Vì Đức Phật nói nguyên nhân của khổ là ái, là dục. Mà sống mà không dục thì làm sao mà sống, sống mà không ái làm sao mà sống. Nhưng mà Đức Phật nói thế này: ta lên án và ta yêu cầu đoàn trừ đó là những cái thứ gọi là ích kỷ này, tham lam này, sân hận này,
đố kỵ này, ganh tị, nhưng ta không bao giờ yêu cầu đoạn trừ cái gì, không bao giờ yêu cầu đoạn trừ cái lòng yêu thương, cái lòng tha thứ, cái lòng bao dung, cái lòng độ lượng. Vậy thì quý vị bây giờ đang nuôi dưỡng cái gì và đang đoạn trừ cái gì thì mọi người biết phải không nào? Và yêu, và nếu nuôi dưỡng cái gì thì biết quả nó ra sao, mà đoạn trừ cái gì thì biết nhân nó thế nào, phải không? Do vậy, thưa quý vị, tình yêu thật sự chân chính chỉ xuất hiện khi có sự tha thứ và bao dung. Có nhiều quý Phật tử đi chùa lên đây ngồi cười rất khoan nghĩ về, nhưng về chùa về tới nhà xong thấy chán quá, nhiều thứ, phải không quý vị? Vậy thì quý vị đã áp dụng cái lời Phật dạy vào chưa? Hay chỉ có đêm mà tình đồ, còn ở nhà là không tình đồ? Cái quý vị hãy đem cái không khí, hãy đem những gì mà quý vị lắng nghe ở đây, chia sẻ ở đây, về chia sẻ với những người thân của mình. Phải thể hiện tất cả những cái tình cảm này với gia đình, để cho mình được hạnh phúc, để cho những người thân của chúng ta được hạnh phúc. Chứ con nếu chỉ có thấy đấy mới vô chùa mới có hạnh phúc, còn về nhà đâu cho phiền nào, con cháu gì trách móc nhau rồi hơn thua nhau. Vậy thì quý vị chỉ đến đây sống được một ngày, còn về nhà trở lại về cuộc sống thế gian. Đó là cái tính chất thứ hai mà Đức Phật dạy. Cần muốn có cái tình thương thật sự, chúng ta phải bao dung và tha thứ. Điều thứ ba, một cái yếu tố thứ ba là phải lắng nghe, phải tôn trọng nhau, phải lắng nghe nhau. Vì người lớn chúng ta thường hay độc tài, bắt con cái phải như thế này, phải như thế kia. Chồng thì luôn luôn bắt vợ phải làm như thế này, làm như thế khác. Và chính cái phải làm như thế này, làm như thế khác, độc đoán này, nó tạo ra cái thông tin một chiều. Và cuộc sống luôn luôn nặng nề. Chúng ta biết mỗi người đều có một cái tâm lý khác nhau, có một cái thân thể khác nhau, có những cái điều kiện khác nhau, cho nên có những cái khó khăn khác nhau. Có những lúc chúng ta khó khăn, chúng ta muốn người khác lắng nghe để chia sẻ với ta. Vì khi mà buồn phiền mà được chia sẻ, thì nỗi buồn nó vơi đi. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn vơi nỗi buồn chúng ta, còn vợ chúng ta mà có nỗi buồn thì chúng ta lại độc và cực đoan. Rồi trách móc tại em chứ đâu phải như thế, tại anh chứ phải như thế. Cho nên cái này là chúng ta thiếu lắng, thiếu sự tôn trọng nhau, thiếu hiểu biết về cái đối phương của chúng ta. Và đặc biệt là thiếu lắng nghe nhau. Lắng nghe là cả một nghệ thuật, chẳng phải dễ đâu quý vị. Thường quý vị vào ưa nghe hay ưa nói? Ưa nghe hay ưa nói thiệt đi. Ưa nói phải không? Và thường là chúng ta nói, và nói lúc nào cho thiên hạ mà hỏi phục thì thôi thôi. Không biết người ta phục hay là người ta chán, mà cứ nói cho thoải mái. Và không bao giờ lắng nghe cái đối tượng mình muốn nói cái gì. Đây chính là cái trắc trở ngại cho nhau. Cho nên sống là phải biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau rồi mà phải lắng nghe nhau. Người trẻ hãy lắng nghe những người già than thở đây này, tâm sự. Đây là một bức thư mà làm chấn động cả rất nhiều người. Bức thư này là tôi đã nhận từ râu rồi, từ bên Mỹ. Và tâm sự của cha mẹ về con cái. Hai bậc sinh thành già nói về con cái thế này: này các con, ngày bố mẹ có già đi thì mong rằng các con hãy kiên nhẫn để hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ có ăn uống mà nó vụng, nó rớt, nó vại những cái hạt cơm xuống. Nếu như bố mẹ có gặp khó khăn khi mặc quần mặc áo. Nếu như bố mẹ có khó khăn khi đi đứng, xin các con bao dung cho bố mẹ. Vì sao vậy thưa quý vị? Vì sao mà những cái lời nói nghe đơn giản mà tôi nói rằng là làm xúc động? Bởi vì các con hãy nhớ những ngày bố mẹ đã trải qua với các con, để dạy cho các con bao nhiêu điều lúc còn nhỏ. Nếu như bố mẹ cứ phải lặp đi lặp lại hằng ngày một từ mà hằng triệu lần để con mới cười, thì các con đừng bao giờ ngắt lời của mẹ nếu như mẹ nói lui nói tới một điều gì đó. Bây giờ quý vị của con, quý vị kinh nghiệm, khi mà tập cho nó nói, quý vị tập một lần nó nói hay bao nhiêu lần nó nói? Hàng triệu lần mà nó chưa nói, mà quý vị cũng phải tập, phải kiên nhẫn. Nhưng bây giờ nếu quý vị mà sống trong cuộc sống này mà nói một cái điều gì đó mà ba lần là con nó sẽ nói đi: biết rồi, khổ quá, nói mãi, lẩm cẩm, phải không quý vị? Và chính đây là cái điều mà con cái không bao giờ thông cảm với cha mẹ.
Hôm nay mà chúng tôi có thể ngồi nói với quý vị một cách lưu loát thế này là bố mẹ chúng tôi đã dành ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để tập cho chúng tôi có những câu nói biết yêu thương, biết nói một câu tròn vẹn. Vậy lặp lại cái hành động lặp lại này hàng triệu lần thì chúng tôi không biết ơn. Bây giờ bố mẹ chỉ nói lúc nói tới mà quên, vừa nói sáng bây giờ nói lại mà nói biết rồi, khổ quá nói mãi. Đó là điều thứ nhất, các cái thế hệ trẻ phải lưu ý, phải biết thông cảm cho bố mẹ. Điều thứ hai, khi còn thơ mà một lần mà tắm cho con cái là dễ không quý vị? Nó la, nó khóc, nó làm đủ thứ, phải dỗ dành đủ điều mới tắm cho nó được. Một ngày mà tắm cho nó được một lần là tốn đủ thứ, năng lượng có, tài sản có nữa, phải dù kèo, dù bánh, đủ thứ. Một lần tắm cho con cái là rất khổ. Bởi bây giờ mà nếu như bố mẹ đã già rồi mà khó tắm thì các con lại thông cảm. Vì ngày xưa bố mẹ rất khổ cực để có thể tắm cho con. Cho nên bây giờ bố mẹ già rồi, các con có giúp đỡ gì trong lúc mà bố mẹ tắm, hãy thông cảm và hãy nhớ nghĩ về cái thuở xưa. Nếu như ngày hôm nay bố mẹ mà có biết rất ít về cái khoa học kỹ thuật này, máy vi tính, điện thoại di động, thì các con hãy thông cảm cho bố mẹ, hãy cho bố mẹ cái thời gian để học. Vì các con có cả một quãng thời gian học, còn bố mẹ phải hy sinh cả cuộc đời cho lo cho con học. Bây giờ đến lúc cái này mà các con học xong, bây giờ bố mẹ mới học, làm sao bố mẹ bằng được cả con nhỉ? Phải không quý vị? Và thưa các chàng trai, các cô gái, nếu bố mẹ mình có đạn trí, có không nhớ một điều gì đó, thì hãy nhớ lúc nhỏ mình cũng không nhớ rất nhiều điều, và bố mẹ phải cứ lặp đi lặp lại hoài. Nếu như ngày hôm nay mà bố mẹ đi phải chống gầy, bởi vì tuổi già, lưng phải còm, bởi vì cái sức nặng của sự sống đè trên vai, thì hãy nhớ ngày xưa khi tập đi, khi mà mình tập đi thì bố mẹ phải cầm cái tay, phải dẫn mình đi từng bước. Hãy biết hôm nay mình đi vào đời mà một cách gọi là hiên ngang như thế này, đầy tự hào, đầy hạnh phúc như thế này, là bố mẹ mình lưng phải còng, tóc phải bạc, chân phải yếu đi thưa quý vị. Cho nên các vị tuổi trẻ hãy biết lắng nghe bố mẹ, phải biết thông cảm với bố mẹ và biết chia sẻ với bố mẹ trong lúc mà bố mẹ về già. Đừng mặc cảm như cái chàng trai kia. Có nhiều người mặc cảm vì bố mẹ già, vì bố mẹ quê mà không dám giới thiệu với người yêu, không dám giới thiệu mình về xã hội. Hãy nhớ đến cái công ơn bố mẹ mình nuôi dưỡng ngày hôm qua, thưa quý vị. Và bố mẹ đối với các con, các chàng trai, các cô gái, không cần tạ ơn. Và cái niềm hạnh phúc của bố mẹ lúc này không gì khác, đó là sự hiền diện của con cái với sự cảm thông, sự lắng nghe, sự kính trọng bố mẹ mà thôi. Vì vậy, tình yêu thật sự, nếu có giữa con cái và cha mẹ, giữa vợ và chồng, đó là sự biết kính trọng lẫn nhau, lắng nghe nhau và kiên nhẫn với nhau. Lên đây học, lên đây tu, chỉ nằm để có những cái hoàn thiện những đức tính này, thưa quý vị. Tình thương là cho, chứ không phải là nhận. Quý vị đừng tưởng rằng là mình thương người là mình sẽ được cái gì, mà phải cho mới gọi là thương. Nhưng mà thường mình thương á, thì mình cứ muốn nhận nhưng mình không muốn cho. Mà khi mà tình thương mà muốn nhận là thưa quý vị, chưa có thương thật sự. Thương là phải làm thế nào để đem cái hạnh phúc đến, đem cái niềm vui đến cho người mình thương. Chứ không phải thương là làm cho người ta khổ, thương là làm cho người ta buồn, thương là làm cho người ta phải ưu tư. Thương là cho, chứ không phải là nhận. Mà quý vị khi cho là quý vị đã nhận. Thì người cho là hạnh phúc hơn người nhận, phải không quý vị? Khi quý vị mà cho một điều gì, thì khi cho, vui khi cho cái vật đó. Và khi cho xong mà cái của mình cho mà nó kết thành trái, kết thành kết quả, mình được cái niềm vui lần thứ hai. Còn người nhận, họ có niềm vui lúc đấy mà thôi. Cho nên cái hạnh phúc của cho nó lớn hơn là hạnh phúc của nhân đó quý vị. Tôi nhớ một câu chuyện rất là dễ thương. Và tôi cũng, bao giờ tôi cũng muốn chia sẻ với những người mà có duyên với tôi. Có một chàng trai đó khoảng 30 tuổi, sống ở tại Paris.
Và quý vị biết với mẫu ngoài mà thôi. Và chàng trai này là rất là tráng đời. Và chỉ làm cho ông ngoại vui vì ông ngoại muốn, cho nên là ra đứng cái bảng tiệm bảng đồ cổ mà thôi. Và bảng đồ cổ là quý biết cái đồ rất quý phải không ạ? Toàn cái đồ ngọc ngà châu bảo những thứ như thế. Và chàng trai này ra làm cái thủ tục là đứng đó, và ai mua thì cứ có giá đó đưa ra bỏ tiền vô. Và chàng trai này không sống, không thấy, không có một cái ý nghĩa gì cả. Bởi vì chàng trai này đang có một tâm sự. Và vào cái đêm mà Noel thì cái tiệm cửa khoảng 6 giờ đóng cửa. Thì chàng trai chuẩn bị đóng cửa để về đi nhà thờ như mọi người, mặc dù trong lòng chẳng muốn đi đâu. Thì vào lúc khoảng gần 6 giờ thì có một đứa bé, nó vào trong cái tiệm đồ cổ mà nó mua đồ cổ quý vị. Nó đem theo một gói tiền, và nó vô nó đi tìm đồ nó mua. Và quý vị biết trong một tiệm đồ cổ là mua phải tiền tiểu, tiền tỷ mới mua được. Còn đây là cô bé ta nắm một gói tiền thế này mà ta vô ta nhìn, ta đi tìm đồ ta mua. Thì cái chàng trai này thấy rất là vui, vì cái chuyện nó rất là ngộ nghịch. Mình hỏi đăng ra, vậy thì cháu muốn mua cái gì? Nó cháu đi mua một cái kỹ gì đó để tặng cho chị của cháu. Chị không phải là chị ruột của cháu, nhưng mà như chị ruột, như là mẹ của cháu. Vì cháu lớn lên, cháu sinh ra là mẹ mất, cháu mồ côi, và cháu được chị nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến bây giờ, mười mấy năm. Mà chưa bao giờ là cháu làm cái gì, cháu tặng gì cho chị cháu cả. Cho nên hôm nay cái ngày Noel cháu muốn mua một cái quà gì đó thật đẹp, mà cháu thích á, mà cháu để dành mấy lâu nay là cả cái giá tài cháu đây, để cháu muốn mua. Nó vào vậy á, cái chàng trai nghe ngộ nghịnh quá. Và nói vậy bây giờ cháu có cháu tìm cái gì cháu thích có thứ. Thì vô quý vị nó chọn một cái chuỗi ngọc tai. Mà cái chuỗi ngọc tai là quý vị mấy chục ngàn đô vậy đâu. Vậy mà nó vô nó đi tìm chập nó chọn là thưa chủ cháu thích cái này. Cái chàng trai này nói vậy hả, cháu thích cái này hả, vậy thì cháu có tiền bao nhiêu? Nói cả gia tài đấy chủ này, mấy mười mấy hai mươi năm nay là mười mấy năm nay là có để dành đấy, bây giờ con sẽ cho chủ cái đó, con không cần đếm chủ, con chỉ lấy một cái này thôi. Chàng trai đứng ngơ người ra một chút, và sau đó thưa quý vị, chàng nói được rồi, thôi được rồi, để chủ bán cái này cho con. Và chàng khéo tay chàng xẻ cái giá tiền đi, và chàng bỏ trong một cái hộp, chàng gọi lại. Xong rồi nói cháu có cần chủ gọi giày hoa không? Nói cần chứ, cái này quà tặng phải có cần giày hoa chứ. Gọi lại nơ đàng hoàng. Thế là chàng trai gọi lại, rồi cô bé kia đưa cả cái gia tài cho cậu. Và cậu cất, và cậu nắm cái đó, và cậu cười vui lắm. Cô bé này nắm cái món quà về mà hỉ hai, giận vui vô cùng thưa quý vị. Và cô bé đem về tặng chị. Thì người chàng thanh niên này sau khi bán món quà xong thì cũng coi như là xong, và có một niềm vui gọi là cũng không hiện tại nó là được cái gì cả, nhưng mà thấy vui vui làm cho một người khác nó là hạnh phúc. Thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì có một cô gái khoảng 30 tuổi dẫn đứa bé đó tới, mới hỏi em ăn trộm chỗ nào, ăn cắp chỗ nào mà cái quán nào đem trả cho người ta. Thì đứa bé này nó vừa là nói không, em không có ăn cắp, em mua đàng hoàng mà, em có tiền mà mua đàng hoàng người ta bán chứ đâu có. Dứt khoát không chịu, cuối cùng thì nó chỉ cái tiệm mà bán đồ cổ đấy, nó nói đây em mua chỗ này, may là lúc đó cửa chưa đóng. Thì vào thì cô bé này mới vào thì thấy chàng trai đang ngồi đó, đang nắm cái gói tiền của đứa bé mà nhìn cứ thế này mà cười. Thì cô chị đưa vào, hỏi có phải chỗ này không? Nói dạ phải. Thì chàng trai nhìn ra thấy cô bé mình vừa bán cái quà, không biết chuyện gì xảy ra. Thì nhìn cô gái này, và khi nhìn đến cô chị thì người chàng trai là sửng sốt, và cứ nhìn chăm chăm cái cô này thôi, giống như là bị hút hồn thế đó quý vị. Hay là gọi là gì, nói theo ngôn ngữ là gì, tiếng sét ái tình phải không? Nó hầm chết chàng ngỡ ngẩn. Thì cô này cứ nhìn không biết cái ông này, ông nhìn như mình như vậy. Thì nói nhìn để nó một chút này, cô này cô cũng hơi ngượng. Sau nói này anh sao anh nhìn tôi như vậy? Lúc đó anh này mới trở về thực tại, hỏi có chuyện gì vậy, vậy em? Cô bé này là em của em, và nó tới tiệm của anh, nó làm sao mà nó cắp cái hạt ngọc, cái chuỗi ngọc quý này mà nó đem về, nó bảo là mua. Bây giờ là vì em sợ cho nên đem ra trả. Chàng trai nói không, cô bé này không hề ăn cắp, mà cô mua thật sự. Thì nó cái chuỗi ngọc này là tôi biết mấy chục ngàn đô la, làm sao mà nó có tiền mà nó mua? Nó có đấy. Cô bé này cô đã đưa cho tôi một cái giá tài mà cô tích tụ mười mấy năm này, còn cô lại chỉ còn một cái hạt ngọc này, một cái chuỗi ngọc này mắng thua gì. Thành ra cô cho tôi một giá tài mà cô lấy gì còn một vật xin đặng làm cô à.
Câu nói làm cho cái cô gái kia là xúc động. Và sau đó chúa nhà thờ đã đánh và cô gái từ giã ra về. Thì chàng trai nói, có thể cho tôi đưa về nhà được không? Quý vị biết vì sao mà cái chuyện này xảy ra? Bởi vì cái hình bóng của cô gái chị của em bé cô này là cái khuôn mặt, cái dáng người giống như một cái người yêu của chàng trai vừa bị tai nạn cách đây mấy tháng. Và hai người đang yêu nhau thì đồng một cái tai nạn xe nó cướp mất cái tình yêu của chàng trai này. Và chàng trai đã vô cùng thất vọng, vô cùng đau đớn, thưa quý vị. Và sự sống có như mất. Nhưng mà nhờ cái một cái lòng thương rất là trong sáng, rất là thiêng, gọi là, phải nói là thanh bạch, một lòng thương cho mà không muốn nhận. Và bây giờ nhìn được cô gái này và giống như là cái sự sống nó trở lại. Và sau khi quý vị biết mà xin cô gái này được đưa về thì cô gái hoan hỷ cười. Thì chuyện gì xảy ra đằng sau là quý vị biết phải không? Và ở đây cái hạnh phúc của nó là gì? Nhờ cái cho mà có được cái hạnh phúc. Cho nên yêu thương là cho chứ không phải là nhận, phải không quý vị? Vậy từ nay quý vị hãy thể hiện cái cho mà đừng đòi nhận. Mà chừng nào mà quý vị cho được mà không nhận thì quý vị sẽ có nhiều cái hạnh phúc lớn hơn. Bởi vì cái hạnh phúc của tinh thần bao giờ nó cũng lớn hơn cái hạnh phúc vật chất. Quý vị có thể có một cái gì đó vật chất nó làm cho quý vị rất vui trong một lúc, nhưng mà cái cảm giác hạnh phúc đó nó lâu hay là nó mau? Nó rất mau. Ăn một miếng ngon, quý vị, nó kéo dài hay là nó chỉ trong một chút thôi? Một chút. Còn nếu như mình có một niềm vui nào mà liên hệ đến tinh thần thì nó kéo dài hay là nó ngắn? Nó kéo dài, phải không? Vậy thì những niềm vui mà liên hệ đến tinh thần bao giờ nó cũng kéo dài và nó nuôi dưỡng cái thân tâm chúng ta. Vậy đó là những niềm vui, những cái hạnh phúc mà do cái sự yêu thương nó tạo ra. Vì vậy yêu thương vợ chồng là hãy tạo cái cho vợ chồng nụ cười, sự hạnh phúc. Yêu thương con cái là hãy đem cho con cái sự an ổn, tự tin và vui vẻ. Con cái yêu thương cha mẹ là hãy làm cho cha mẹ cảm thấy bình an, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy hạnh diện, cảm thấy là vui vẻ mỗi khi gặp nhau. Thưa quý vị, vì vậy tình thương thật sự chỉ có mặt khi mà nụ cười nó nở với nhau trong mọi thời điểm. Chỉ có cái nụ cười nó mới thể hiện được cái nội tâm yêu thương của mình. Nụ cười là sự hoan hỷ. Quý vị có sợ cho nụ cười không? Cho nụ cười sợ nghèo đi không? Người càng cho nụ cười thì càng đẹp, phải không? Người càng cho nụ cười thì càng xả tất cả những cái sầu muộn ưu tư trong lòng mình. Nụ cười là một cái vốn mà không bao giờ cạn, càng cho thì càng giàu. Mà cho mình đã giàu mà cái người mà đón nhận họ có giàu không? Họ sẽ vui. Vậy thì quý vị bữa nay cho tôi nụ cười hay cho tôi cái nhăn mặt nhỉ? Cho cái gì? Chắc không? Vậy thì bây giờ đừng tôi không xin cho tôi, mà tôi xin cho những người thân của quý vị đấy. Các bà hãy cho các ông nụ cười được không nào? Các ông hãy cho các bà cái nụ cười. Chồng hãy cho vợ nụ cười và vợ hãy cho chồng nụ cười. Thưa quý vị, một nụ cười không làm cho mình nghèo, nhưng mà làm cho người nhận giàu thêm. Một nụ cười làm cho người nhận giàu thêm sự hoan hỷ, sự yêu thương, sự thoải mái. Một nụ cười nó chỉ trong một khoảng khắc thôi, mình cười một chục xí thôi, nhưng mà thưa quý vị, cái tác động của nó rất lớn. Có nhiều cô chỉ có nhìn cái nụ cười của chàng cái mà ngơ ngẩn từ ngày này sang ngày khác. Có nhiều chàng chỉ thấy nụ cười của nàng một cái mà nhớ ngẩn nhớ ngơ từ ngày này sang ngày khác. Đôi khi người chồng chỉ cần một lần mà nhớ đến cái nụ cười của người vợ cái là thấy cái lòng nó nhẹ. Người vợ mà chỉ nhớ đến cái khuôn mặt chồng mà cứ luôn luôn cũng cười dễ thương đập tai là thôi thoải mái, phải không? Thay vì là phải nhìn cái gì? Nhìn cái nhăn mặt, nhìn cái cáu cỏ, nhìn những thứ đó. Vậy tại sao chúng ta không nở nụ cười trong một giây lát để cái nụ cười đó mãi mãi nó hiện trong tim người ta, phải không quý vị?
Thưa quý vị, người mà giàu đến đâu mà không có nụ cười là người đó nghèo vô cùng. Mà người dù có nghèo đến đâu, thưa quý vị, mà có nụ cười thì vốn liếng vẫn luống luống sung mãn, phải không? Phải không nào? Vậy thì bây giờ hàng ngày chúng ta hãy nuôi dưỡng, phải tập cười, mà cười bằng trái tim nghe, đừng cười cái miệng không. Cười miệng không nó ngã ngẩn lắm. Cười là phải làm thế nào cái nội tâm nó hiểu hiền tống cái nụ cười. Chứ cười mà cái mặt nhăn nhăn thế này thì càng khổ thêm, phải không nhỉ? Một người đang mệt nhọc mà cả nhìn thấy nụ cười là sẽ bớt mệt. Một người đang thất vọng mà gặp một cái nụ cười là giống như một cái niềm hy vọng nó phát khởi. Một người đang buồn phiền mà thấy được có một cái nụ cười hoan hỷ sẽ làm cho nỗi buồn đó nó lắng xuống. Và nụ cười đó là gì? Đó là cái thuốc để chữa tất cả những cái bệnh mà chúng ta đang phải gặp phải. Tình thương mà có nụ cười đó là tình thương chân thật. Và tình thương chân thật này, thưa quý Phật tử, trong đạo Phật gọi là gì? Từ bi. Mà muốn có cái từ bi này, thưa các Phật tử, chúng ta phải có sự hiểu biết lẫn nhau, sự thông cảm lẫn nhau, sự chia sẻ lẫn nhau, sự lắng nghe nhau. Và cái đức hạnh mà từ bi trí tuệ này là vô cùng quan trọng đối với một người Phật tử. Một người Phật tử mà có sự yêu thương chân thật là một người Phật tử đó nuôi dưỡng lòng từ bi trong lòng. Mà khi có từ yêu thương chân thật, có từ bi rồi, thì chính cái Phật tử đang nuôi dưỡng cái mầm mống giải thoát, đó là trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ thì ở đó có yêu thương. Ở đâu có yêu thương, ở đó có trí tuệ. Và cái tình thương này là cái tình thương không có giới hạn, không bờ bến, không tính toán. Và tình thương này là tình thương của một người mẹ dành cho một người con, giống như Đức Quán Thế Âm đã thương chúng ta. Hãy là những bà Quán Thế Âm cho tôi, hãy là những Bồ Tát Quán Thế Âm cho tôi, các ông, hãy là Quán Thế Âm cho các bà mẹ, các cháu. Các cháu có thể là Quán Thế Âm, tất cả mọi người đều là Quán Thế Âm nếu chúng ta đem đến cho nhau niềm yêu thương, nụ cười và hạnh phúc. Thưa quý vị, để chấm dứt cái bài pháp hôm nay, tôi sẽ hát cho quý vị nghe một cái bài, mà một cái bài tôi gửi đến quý vị là để quý vị hãy học hành của vị Bồ Tát này. Hãy làm mẹ Quán Thế Âm để làm cho những khổ đau trong cuộc đời này được tiêu trừ, được lắng dịu và sẽ không hiện hữu. Cuộc đời này vốn khổ, hãy đem đến sự yêu thương cho nhau. Và cái bản nhạc tôi sẽ kết thúc cho bài pháp của khóa tu này, đó là Nhành Dương Cứu Khổ. Bài này là bài Nhành Dương Cứu Khổ, tác giả là anh Trường Khánh, là bạn của tôi. Và người thể hiện bản nhạc này là Hà Thanh. Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con trẻ đau thương, sống trong bê khổ trầm lung. Con quỳ trước mẹ niềm hương, mắt buồn ngấn lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng tri lòng con. Quang âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cạnh dương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô Đại Từ, tay mẹ thương đón đưa. Vạn kiếp trầm luân, mẹ đã dấn thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương trầm khói tỏa bay bay. Muôn lòng ấm lại nơi đây,
năn dương cứu khổ từ đây. Quang âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cằn dương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô Đại Từ, tay mẹ thương đón đưa. Vàng kiếp trầm luân mẹ đã dấn thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương trầm khỏi tọa bay bay. Muôn lòng ấm lại nơi đây, năm dương cứu khổ từ đây. Muôn lòng ấm lại nơi đây, năm dương cứu khổ từ đây. Xin chúc các Phật tử những ngày tu thật an lạc, thật hạnh phúc tại ngôi chùa Hoàng Pháp thân yêu này. Xin cảm ơn quý vị.